Tuyệt vời, hoàng hôn tuyệt vời. Thật tuyệt, thật là tuyệt. Cõi là nhất. Điệu nhảy của cậu rất đẹp. Giá như tớ có thể nhảy như vậy với ballet. Mời. Hoàng hôn tuyệt vời. Violet, cậu nhảy hay quá, cậu tuyệt quá, tớ muốn học. Tất nhiên rồi, mọi người đều có thể học hỏi. Tớ tham gia nữa, tớ cũng muốn học nữa, tớ cũng vậy, tớ cũng muốn học. Violet, tớ tới đây. Các cậu không đến lớp học nhảy hả? Lớp học của các cậu kết thúc chưa? Phiêu vũ rất khó. Cậu ấy nói đúng. Nó quá khó khăn với chúng tớ. Chúng tớ quyết định từ bỏ rồi. Nhưng đó chỉ là phiêu vũ thôi. Đâu đến nỗi khó. Này Vic, sao cậu rời đi? Buổi học diễn ra thế nào? Nó khó quá. Tớ không thành công. Bộ khó lắm sao? Tớ không nghĩ là tớ tin cậu. Tại sao cậu lại không dạy tớ những gì cậu đã học? Được rồi, đưa tay cho tớ. Bước lùi. Coi chừng chân tớ. Trái, phải, trái. Đó là chân tớ. Tớ xin lỗi. Bây giờ chân phải quay lại. Bây giờ về phía trước. Khó quá đi. Đạp lên chân tớ nữa kìa. Tớ không thể làm được. Giày của tớ bẩn và chân tớ đau. Tớ xin lỗi. Tớ không muốn nhảy. Tớ về nhà. Có vẻ như nhảy rất khó. Có lẽ mình nên từ bỏ. Tiki, Lulu, Violet, Tiki. Tiki đi thôi. Đến giờ học thiêu vũ rồi. Chờ đã, chờ đã. Khoan. Tớ nghe nói học nhảy rất khó. Đừng lo lắng. Violet đã dạy tớ ngày hôm qua. Nó khá đơn giản. Thôi đi nào. Này đợi đã. Khoan. Tớ. Tiki, cậu sợ tớ giỏi hơn hả? Cứ nói với tớ đi. Là vậy sao? Tớ thật sự là một thiên tài. Vô lớp tớ sẽ cho cậu xem. Violet, tớ đến đây để học. Violet, cậu giỏi quá. Tốt. Tớ muốn hai cậu thử các bước nhảy. Được chứ? Tiki, nhảy nhé. Tớ cần thêm thời gian để học. Cố lên. Chân phải về phía trước. Phía trước. Vậy tốt hơn. Khiêu vũ theo nhịp điệu. Ôi chân của tớ. Tớ xin lỗi nha. Lulu, cậu ổn chứ? Tiki, đừng lo lắng. Thư giãn một chút đi. Được rồi. Đừng lo lắng. Đó là điều bình thường đối với người mới bắt đầu. Chúng ta thử từ từ. Tớ sẽ cẩn thận. Vì vậy hãy bắt đầu lại nha. Này, chậm lại đi. Tớ sẽ giúp cậu về nhịp điệu. Này, cẩn thận. Để ý chân của cậu. Tớ nghĩ rằng cậu quá cứng rồi. Tớ sẽ cố gắng thư giãn. Cẩn thận Lulu. Tiki, tớ xin lỗi nha. Không sao đâu. Cùng luyện tập nào. Tớ xin lỗi. Xin lỗi. Tớ xin lỗi. Khiêu vũ đào quá. Với cái này, cậu không thể làm tớ đau nữa. Nhưng vẫn phải cẩn thận. Tớ sẽ cố không giẫm lên cậu nữa. Hãy bắt đầu. Chân phải trước. Một. Hai. Một. Hai. Lùi lại. Được rồi. Một. Hai. Một. Hai. Chậm lại. Một. Hai. Tiki, hãy theo kịp nhịp điệu. Thư giãn đi. Nhịp. Nhịp. Một. Hai.
đây. Tiki, xuống đây. Được. Luna Lu, tớ nghĩ tớ đang bị mắc kẹt, giúp tớ đứng dậy chứ. Luna Lu, cậu ổn chứ? Tiki, hãy làm theo hướng dẫn. Tớ xin lỗi, nhưng hãy xem, đây là cách tớ nhảy. Ừ, tớ nhảy như vậy. Trái, phải, dừng lại. Trái, phải, dừng lại. Không, xem kỹ thuật của tớ nè. Vậy không đúng chút nào. Có lẽ tớ nên dạy cậu. Cậu không biết nhảy. Tớ thật sự là một vũ công tuyệt vời. Hãy xem này. Đó không phải là thiêu vũ thật sự. Đây là điệu nhảy thật sự. Cái đó gọi là quay. Nhìn tới này. Cậu biết cách quay. Ai có thể quay lâu hơn nào? Nè Violet, cậu nghĩ gì về điệu nhảy tuyệt vời của tớ? Kỹ năng của tớ tốt hơn. Tớ có thể làm vậy. Rồi, thấy không? Tớ không thể nhìn thấy gì cả. Kiki, Luna Lu. Chắc là đau lắm. Đứng lên đi. Cậu không muốn nhảy như tớ. Tớ đang cố gắng hết sức để có thể nhảy được như cậu. Tiki, cho tớ xem cậu vừa nhảy như thế nào. Ý cậu là đây à? Như thế hả? Ừ, cậu đã có nó. Tôi thấy cậu có thể nhảy tốt. Nhưng tại sao trước đó cậu lại lo lắng? Tôi được biết rằng thiêu vũ rất khó, cho nên tớ trở nên lo lắng. Bây giờ tớ hiểu cậu rồi. Tiki, thiêu vũ phải xuất phát từ trái tim. Cậu có thể làm tốt nếu cậu thư giãn. Ờ nhưng tớ không thể thư giãn được. Tớ nên cố gắng và thư giãn như thế nào? Nó dễ mà Tiki. Cậu ấy nói đúng. Cứ giả vờ như cậu đang đi bộ. Cậu cũng có thể quay. Nhìn tới nè. Cậu có thể đi tới bất cứ đâu. Luna Lu, trong tay cậu có gì vậy? Đó có phải là dương miệng của tớ không? Đúng, bây giờ nó ở đây. Cậu đã lấy dương miệng của tớ. Đến và lấy nó đi. Violet, trả lại dương miệng cho tớ. Tiki, cố gắng theo nhịp nhé. Bước sang trái, bước sang phải. 1, 2, 1, 2, 3. Phải, tiếp tục đi. Thật là hoàn hảo. Chân trái, chân phải. 1, 2, 3, 4. Tớ muốn dương miệng của mình. 4, 1, 2, 3, 4. Tuyệt vời các cậu. Tớ nghĩ lúc này tớ đang thư giãn. Dương miệng của tớ đã về rồi. Đến đây, tiếp tục nhảy nhé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đổi. Tốt. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Chúng ta làm được rồi. Tiki, cảm thấy thư giãn chứ? Ừ. Cuối cùng tớ đã hiểu rõ chuyện này. Thiêu vũ là niềm vui. Tiki, cậu nhảy rất đẹp. Tiki, cậu thật tuyệt vời. Rambo. Rambo, cậu đến đây để học nhảy hả? Không, không, không. Tớ nghe nói rằng thiêu vũ rất khó. Tớ không thể học cách nhảy. Nó không khó như cậu đã nghe. Tớ có thể dạy cậu nhảy. Vậy thật tuyệt vời. Như vậy hả? Ừ. Rambo, cậu vừa dẫm lên chân tớ. Chào các bạn. Có thể bạn đã nghe nói rằng có điều gì đó rất khó khăn. Không sao đâu. Hãy chắc chắn thử nó. Sau đó thử xem liệu bạn có giỏi về nó không, hoặc liệu bạn có thích nó. Tạm biệt.
giao bài tập về nhà. Chúng ta hãy cùng đi và xem nhé. Các con, hôm nay cô có một số bài tập về nhà rất thú vị. Một số bài tập về nhà. Các con mang những miếng vải này về nhà nhé. Chúng trông rất đẹp. Làm trang phục cho búp bê của các con bằng những tấm vải này nhé. Hãy để trí tưởng tượng của các con được phát huy, sáng tạo đi nhé. Các con có một tuần. Nếu có thắc mắc gì, hãy tìm đến cô, được chứ? Vâng. Tạm biệt cô Olivia. Tạm biệt. Tớ muốn may một chiếc váy cho Danny, nhưng tớ không có đủ vải màu hồng. Luna Lu, cậu lấy đi. Babu, cậu là người tuyệt vời nhất. Cảm ơn nha. Không có gì, gặp sau nha. Rambo, chúng ta nên về nhà thôi. Nhưng em vẫn chưa quyết định phải làm gì. Anh đã có một ý tưởng rồi. Anh đi trước đi, em muốn nghĩ về nó. Được rồi, đừng về nhà quá muộn nha. Hẹn gặp em trai. Tạm biệt. Rambo, có chuyện gì vậy? Cậu có vẻ không vui. Chà, tôi đang mâu thuẫn. Tôi muốn làm một chiếc mũ cho đồ chơi của mình, nhưng không có đủ nguyên liệu. Rambo, đây này. Cảm ơn cậu Babu. Nhưng liệu cậu có đủ không? Ổn thôi mà. Cảm ơn Babu. Được rồi, tớ phải đi đây. Tạm biệt. Bây giờ Rambo có thể làm một chiếc mũ. Mình chỉ còn lại một mảnh à? Mình có thể làm gì với tấm vải này? Để mình nghĩ xem. Bác Billy già. Ôi Babu, hãy cẩn thận trong khi con đang đi bộ. Con xin lỗi bác Billy già. Con đang nghĩ về trang phục cho búp bê của mình, nên con đã không chú ý. Bác Billy, áo sơ mi của bác trông ngầu quá. Bác thích chiếc áo này vì quả tiết của nó. Con không biết đó là hình gì. Nó giống như thứ gì đó con vẽ trên giấy để luyện tập. Luyện tập giấy. Con vừa có một ý tưởng tuyệt vời. Là gì vậy? Tạm biệt bác Billy già. Babu, từ từ thôi. Không được. Xong rồi. Để xem nào. Nhìn bình thường quá. Thử lại xem. Mình xong rồi. Nhưng không biết người khác có thích không nữa. Babu, Babu, này xem cái này đi. Cậu nghĩ sao? Tớ đưa nó cho Luna Lu và những người khác xem. Họ thích nó. Nhìn này. Nó trông thật sự đẹp đấy. Vậy sao? Ừ. Cảm ơn. Cậu để vẽ mấy cái này hả? Đẹp thật đấy. Tớ muốn thiết kế một số quần áo bằng giấy. Cái gì? Quần áo bằng giấy? Giống vậy nè. Babu, cậu thật sáng tạo. Cảm ơn, nhưng tớ không chắc mình có thể làm được. Và mình không biết những người khác có thích nó không nữa. Đừng có lo. Nó tuyệt lắm. Tớ chắc chắn họ sẽ thích nó. Thật sao? Tớ lo là mọi người có thể sẽ không thích loại quần áo này. Cái gì? Không có đâu. Hay là mình đi hỏi cô Olivia xem. Lỡ cô ấy nghĩ đó là ý kiến không hay thì sao? Babu, cậu phải tự tin lên chứ. Được rồi. Đi nào anh bạn. Đi tìm cô Olivia nào.
Cô Olivia! Cô Olivia! Cô có ở đây không? Babu! Chào Vic! Lunalu, cậu ở đây! Vâng, có vấn đề với chiếc váy của tớ. Tớ muốn hỏi cô Olivia về việc đó. Cậu thấy không? Nhìn này! Nó đẹp thiệt! Mình cầm nó được không? Được! Babu, nhìn này! Lunalu, cậu làm đồ thủ công giỏi quá. Của cậu trông cũng đẹp đấy. Vậy, các cậu cũng đến đây để tìm cô Olivia sao? Ồ, phải. Babu cũng đã làm một bộ trang phục đó. Ờ, của tớ trông không được đẹp đâu. Babu, cho Lunalu xem đi. Nhớ tớ nói gì không? Tự tin lên, được chứ? Tớ... nó không ổn. Babu, cậu đã làm rất tốt. Lunalu đã cho chúng ta xem. Giờ cậu cho gói xem của cậu. Babu, tớ muốn xem. Thôi được. Nhưng hứa là các cậu sẽ không cười nhé. Chúng tớ không cười đâu. Hứa nhé. Tớ hứa. Babu nào. Quần áo giấy. Có gì đó rơi ra kìa. Tay nghề kém quá. Babu, của cậu đẹp hơn của tớ. Babu, tớ nghĩ Babu đã làm rất tốt. Nó thật đặc biệt. Mọi người sẽ thích lắm. Ừ, Babu nên tự tin hơn. Chúng ta phải giúp đỡ cô ấy. Đúng, nhưng làm thế nào? Chúng ta nên làm gì? Để tớ nghĩ. Cái gì? Không có ai ở đây. Mình là người duy nhất chưa sẵn sàng. Mình làm gì đây? Ai đó? Những bộ quần áo này trông thật tuyệt. Xin chào, tôi là pháp sư Briar. Nào, nhìn cẩn thận nè. 1, 2, 3. Tuyệt quá. Nó dành cho cậu. Cảm ơn nha. Không có gì. Tớ là công chúa Lunalu. Xinh đẹp quá. Cậu nhìn lạ thường quá. Và tớ là Vua Tiki. Thưa ngài, áo choàng của ngài thật tuyệt vời. Tất nhiên rồi. Tớ là hề Rambo. Tớ đã bắt được nó. Trang phục của các cậu đều trông đẹp quá. Nhưng tớ không làm gì cả. Babu, cậu không thấy mấy bộ quần áo này quen sao? Quen. Quá bình thường. Thử lại nào. Này, đó là những bức vẽ tớ đã bỏ trước đó. Phải, chúng tớ đều thích những bộ quần áo bằng giấy mà cậu đã thiết kế. Nên chúng tớ đã làm để mặc. Các cậu thật sự thích sao? Chào buổi sáng các con. Các con đang nói về cái gì vậy? Cô Olivia, chào buổi sáng. Cô Olivia, nhìn này. Tất cả những chuyện này là sao vậy? Cô ơi, những bộ quần áo này đều do Babu thiết kế. Phải ạ. Babu thật là sáng tạo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thật quá lãng phí nếu những bộ quần áo này chỉ dành cho búp bê. Nên tụi con đã mặc chúng. Đẹp quá. Trang phục của mọi người đều trông đẹp. Thật sao? Vậy mà tớ tưởng mọi người sẽ không thích những bộ thiết kế của tớ. Babu, mọi người đều rất thích thiết kế của con. Con nên tự tin hơn vào chính mình. Babu, cậu có thể giúp tớ thiết kế thêm quần áo được không? Tất nhiên rồi, tớ cũng muốn một bộ khác. Tớ cũng muốn một bộ. Babu sẽ thiết kế cho hoàng tử của mình trước. Này các bạn, nếu có ý tưởng thú vị nào đó, hãy tự tin vào chính mình. Hãy sử dụng trí tưởng tượng của cậu và biến nó thành hiện thực. Tạm biệt.